Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tương thân tương ái, trong thời gian vừa qua, hoạt động phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng đã góp phần giúp hàng trăm bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Cứ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, các thành viên trong câu lạc bộ Những Trái Tim Yêu Thương Bảo Thắng lại có mặt đông đủ tại bếp ăn của Bệnh viện Đa khoa huyện để chuẩn bị những suất cơm nóng hổi gửi đến người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi người một việc, những món ăn dù đơn giản nhưng chứa đựng tình người. Cô ở trên Tà Lộng xuống thì hôm nay thì bạn xuống khám bệnh thì ngủ đây được 4 ngày, hôm nay là 4 ngày rồi. Ngày thứ 5 thì cháu cho được suất cơm thì bà thấy vui vẻ, bà cảm ơn bà vui vẻ cháu nhé. Với những bệnh nhân khó khăn, không thể đi lại được, các thành viên trong câu lạc bộ đã kịp thời mang những suất cơm nóng hổi đến từng khoa. Tuy kinh phí còn hạn hẹp, chủ yếu là đóng góp của các thành viên, một phần từ hoạt động kêu gọi ủng hộ. Nhưng một tuần, câu lạc bộ vẫn đảm bảo có 160 suất cơm, sữa cho những bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi hoạt động thì không riêng về một bếp cơm. Có thể là bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về ăn hàng ngày. Hoặc là tiền thì chúng tôi kêu gọi ở trên các nhà hảo tâm thì để giúp đỡ các bệnh nhân có tiền mua thuốc. Hoặc là các bé sơ sinh. Là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng sữa hoặc là tã, bỉm các thứ thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tất. Với quy mô hơn 300 giường bệnh, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng đón từ 350 đến 400 lượt bệnh nhân đến thăm khám, khoảng 250 bệnh nhân điều trị nội trú. Chính vì vậy, hoạt động phát cơm miễn phí tại bệnh viện đang góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo. Mỗi ngày là phát được 80 suất cơm. Đồng thời là thứ 6 là phát cho 300 suất cháo, kể đối với những bệnh nhân mà đến khám bệnh thì không phải điều trị nội trú đâu. Đấy là một trong những hoạt động mà giúp đỡ rất lớn mà có rất ít sức ý nghĩa để dành cho những người bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân nghèo, để tạo cho một cái tâm lý, một cái yên tâm điều trị. Những lời cảm ơn chân thành, ánh mắt trân trọng của bệnh nhân và gia đình người bệnh khi nhận được những suất cơm của lòng nhân ái chính là động lực để những nhà hảo tâm càng quyết tâm gắn bó hơn trong những hành trình tiếp theo, thắp lên niềm tin cho những người có hoàn cảnh khó khăn.